bản tin thời sự tối xin được tiếp tục với một thông tin liên quan tới tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, dù chỉ học đến lớp 5 nhưng đối tượng Phạm Công Anh có thể cầm đầu một đường dây đánh bạc công nghệ cao, có thủ đoạn rất tinh vi, quy mô lên tới 14.000 tỷ đồng. Khi đang lên kế hoạch xóa dấu vết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thì đối tượng bị Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an bắt giữ. Hình ảnh các đơn vị nghiệp vụ di lý các đối tượng trong đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng về trụ sở Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội. Để triệt phá được ổ nhóm này, gần 200 cán bộ chiến sĩ công an đã vào cuộc khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm như Hà Nội, Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Ninh. Đến nay, công an đã bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ 4 ô tô hạng sang, nhiều máy tính, thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu liên quan. Trinh sát đi các tỉnh thành như Phú Quốc, Kiên Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và thủ đô Hà Nội thì cũng có rất nhiều mũi để trinh sát chúng tôi là tập trung. Trong quá trình 5-6 tháng sau khi chúng tôi đã dựng lên và cái chuyên án đã đến giai đoạn 9-10, chúng tôi đã tham mưu cho đồng chí trưởng công an huyện, thủ trưởng công an cảnh sát điều tra báo cáo đồng chí giám đốc cũng như đồng chí lãnh đạo A05 để tập trung lên kế hoạch phá án. Ban đầu, các đối tượng này khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang web có tên miền http://boc.fan. Trang web này cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như tiến lên miền Nam, poker, quay hũ slot, tài xỉu, sóc đĩa, bắn cá. Ngoài việc tải ứng dụng, người chơi muốn tham gia phải đăng ký số điện thoại để nhận mã OTP, hình thức mua tiền ảo thông qua các nhà mạng viễn thông hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Nhiều đối tượng trong đường dây đánh bạc là thành phần cộng cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay nặng lãi. Cái đặc biệt lớn nhất là không thu được tiền mặt. Cái thủ đoạn mới của chúng nó, đấy là khó khăn đấy. Nó đã rút kinh nghiệm của các vụ trước, từ vụ Văn Xà Lan cho đến các vụ gần đây. Đối tượng trình độ văn hóa là 5/12. Việc đào tạo chính quy bài bản về vấn đề công nghệ thì được đối tượng cập nhật tiếp thu. Theo cán bộ điều tra Công an huyện Gia Lâm, dù có nhiều tài sản như là siêu xe, thế nhưng Phạm Công Anh, đối tượng cầm đầu lại thường di chuyển bằng taxi. Đây cũng là cách để đối tượng này tạo vỏ bọc, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố thực hiện nộp hồ sơ để đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Công Thương Hà Nội đã cấp 177 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo thẩm quyền quản lý, tiếp nhận hơn 6.000 bản tự công bố sản phẩm. Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết, trước đây, các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện tự công bố sản phẩm phải gửi hồ sơ tới Sở Công Thương, sau đó theo trình tự, Sở sẽ đăng kết quả trên website. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thí điểm việc doanh nghiệp tạo tài khoản và thực hiện tự công bố sản phẩm trực tiếp trên website, sau đó gửi hồ sơ tới Sở để kiểm tra thông tin và duyệt hoàn thành thủ tục. Việc này giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức, đồng thời tăng tính chính xác, phù hợp với phát triển công nghệ 4.0. Vinpearl vừa được KPMG công bố là thương hiệu du lịch khách sạn có vị trí cao nhất trong top 10 thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam năm 2021 và trong top toàn cầu. Hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuần Việt quy mô hàng đầu khu vực đạt kết quả khảo sát vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành ngay lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Theo báo cáo thường niên, trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất năm 2021 của hãng kiểm toán hàng đầu, nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất thế giới KPMG, Vinpearl đạt thứ hạng cao nhất trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, xếp ở vị trí thứ 3 trong top 10 thương hiệu hàng đầu trên thị trường. So với tổng điểm trung bình của toàn ngành được khảo sát, Vinpearl đạt kết quả đánh giá vượt trội về trải nghiệm khách hàng. Thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam đã nhận được sự vinh danh xứng đáng nhờ không ngừng theo đuổi chiến lược nâng cao trải nghiệm dịch vụ, tiên phong đón đầu các xu hướng và kiến tạo tiêu chuẩn phục vụ đẳng cấp quốc tế. Đây là kết quả khảo sát chuyên sâu trên 1.500 người tiêu dùng ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập thông tin và tính toán chỉ số điểm trải nghiệm khách hàng xuất sắc
theo phương pháp đánh giá đặc biệt, chặt chẽ và khoa học của hãng kiểm toán KPMG. Đã có hơn 90 thương hiệu trong và ngoài nước được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí: chính trực, giải pháp, kỳ vọng, sự đồng cảm, cá nhân hóa, thời gian và công sức. Vinpearl được ghi nhận là một trong những thương hiệu tiên phong mang đến cho khách hàng những tiện ích và dịch vụ đẳng cấp với trải nghiệm số. Đây là chuỗi khách sạn, khu nghỉ dưỡng, giải trí đầu tiên tại Việt Nam ra mắt công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên trí tuệ nhân tạo. KPMG đánh giá công nghệ ưu việt này giúp du khách giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi, thủ tục và quá trình di chuyển giữa các khu vực nội bộ của Vinpearl. Trong tương lai, công nghệ còn hướng đến việc cho phép khách hàng mở cửa phòng, truy cập nhiều đặc quyền của Vinpearl và sử dụng các dịch vụ giải trí khác mà không cần đến thẻ phòng hoặc phải tương tác trực tiếp với nhân viên khách sạn. KPMG ghi nhận Vinpearl đã thành công trong việc khẳng định vị thế của một doanh nghiệp nội địa dẫn đầu trong ngành du lịch Việt Nam khi cung cấp hệ sinh thái dịch vụ trọn vẹn từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến sân golf và công viên chủ đề, vui chơi giải trí tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Sau 18 năm xây dựng và phát triển, Vinpearl hiện nay đã vươn mình trở thành thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, giải trí lớn nhất Việt Nam. Sở hữu 45 cơ sở tại 17 địa danh du lịch nổi tiếng trên toàn quốc, trong đó có 35 khách sạn, 3 công viên chủ đề quy mô, 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật hoang dã, 4 sân golf, luôn tiên phong dẫn đầu trong kiến tạo và nâng tầm dịch vụ. Hệ sinh thái Vinpearl đem đến trải nghiệm tất cả trong một với các quần thể du lịch 5 sao chuẩn quốc tế, quy mô hàng đầu khu vực. Trong sáng nay, thì gần 4.000 học sinh của khối lớp 9 huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cũng đã bắt đầu quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ lịch lâu dài. Đây là số lượng học sinh duy nhất của thủ đô được đi học trở lại trực tiếp sau khi phải nghỉ học vì dịch bệnh từ tháng 5 cho đến nay. Trong ngày đầu trở lại trường, cả thầy và trò đều phấn khởi, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những lo lắng do dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Phân luồng ngay từ cổng trường, đo thân nhiệt, sát khuẩn là những biện pháp phòng dịch đã được nhiều trường học thực hiện nghiêm túc. Dù dịch còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên với những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được các nhà trường đưa ra, đã khiến cả cô và trò đều cảm thấy yên tâm trong ngày đầu trở lại trường học. Em cảm thấy là việc đi học đến trường thì em nghĩ là nó sẽ tốt hơn là việc học online, tại vì việc học online thì một số bạn là kiến thức tiếp thu các bạn ấy không được vững chắc, và nếu mà chúng ta đi học trên trường này, chúng ta sẽ có thể hỏi các thầy các cô một cách kiểu rất là dễ dàng và mình có thể bày tỏ cái cảm xúc của mình. Phụ huynh cũng rất là đồng tình và cũng rất là phấn khởi khi các con được đến trường. Và trong cái buổi học ngày hôm nay thì quả thật cũng rất là xúc động. Khi mà rất là lâu rồi hôm nay mới được gặp các con thì đấy là một cái cảm xúc rất là khó tả, rất là vui mừng, và đó có lẽ đấy cũng là cái niềm mong mỏi của rất là nhiều các thầy cô khác. Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Vì mới thí điểm cho học sinh khối lớp 9 trở lại trường học. Chính vì thế, việc chia lớp, thực hiện giãn cách, phân luồng, ngay cả giờ ra chơi cũng dễ dàng hơn. Sĩ số của trường là có 2 lớp 9 với 6-8 học sinh, 34 học sinh trên một lớp. Do vậy mà sĩ số cũng không đông. Nhà trường đã bố trí 2 khu riêng rẽ. Đối với lớp 9A thì học tại phòng học lớp 9A tầng 1, vui chơi ở tầng 1, đi vệ sinh tầng 1. Lớp 9B thì bố trí học tại phòng học bộ môn tiếng Anh ở tầng 2, dãy nhà 4 tầng, vui chơi, đi vệ sinh ở tầng 2. Như vậy các con sẽ không đi cùng lối. Toàn huyện Ba Vì hiện có 100 khối lớp 9 với gần 4.000 học sinh. Hiện các nhà trường đã chia ra 73 lớp học sáng và 30 lớp học chiều. Việc cho học sinh trở lại trường tại huyện Ba Vì được triển khai theo phương án mỗi xã, thị trấn chỉ chọn một trường trung học cơ sở. 29 đơn vị xã, thị trấn thì chúng tôi cũng đã tổ chức và lựa chọn khối trung học cơ sở và lớp 9 để đi học trở lại. Và đối với học sinh lớp 9 thì là với cái lứa tuổi các em cũng rất đảm bảo về mặt sức khỏe, thể trạng. Số học sinh lớp 12 chủ yếu là không phải là chỉ riêng của một xã hay là hai xã hay là của một huyện, mà đối với số học sinh ở đây thì có thể là của nhiều các huyện khác nhau về học trên địa bàn. Thế do vậy đây là một trong những cái yếu tố nguy cơ thì chúng tôi qua đánh giá và điều tra, thì do vậy đã quyết định là lựa chọn, là đề xuất với thành phố và sở giáo dục là lựa chọn học sinh khối lớp 9. Hà Nội hiện có 3.000 trường học với hơn 2,1 triệu học sinh. Trước việc nhiều địa phương mở cửa trường học, sau đó ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh và buộc phải đóng cửa, thành phố Hà Nội đã phải thận trọng hơn trong việc đưa học sinh quay trở lại trường học.